Bạn mình chơi gọi tính tiền đúng không anh chị? Phải, tính riêng giùm anh hai người nha em. Ủa anh, sao hai người anh? Bạn em nữa. Anh không định trả cho tôi hả? Sao tự nhiên tôi phải trả cho cô? Anh là đàn ông phải không? Ừ, đàn bà thì đi ăn chùa hả? Sao, anh vừa xúc phạm giới tính của tôi đó hả? Cô từ hành tinh nào tới vậy? Nè, nếu mà nghèo quá thì nói mẹ đi. Nếu cô muốn ăn cái này thì nói mẹ đi. Sao chứ? Gì vậy anh? Bộ anh có vấn đề gì hả anh? Nãy giờ không thấy gì hả? Sao, giờ anh muốn giải quyết chuyện này phải không? Mọi người thôi đi, hôm nay là ngày vui mà. Mày nên coi lại bồ mày đi. Ê, tóc giả cô bị lệch kìa. Đủ rồi đó, tôi nghĩ anh nên bình tĩnh đi.